Rồi, xin chào anh em nha. Đấy thì hôm nay em làm lại cái clip mà tổng hợp mấy cái mẫu loa xe cho anh em chơi PCB. Đấy thì những cái mẫu loa xe này là em đã quảng cáo hết ở những cái video trước, cũng như những cái bài test để cho anh em thấy cái độ sáng xa, sáng gần cũng như cái độ cái tâm của nó. Thì hôm nay em sẽ tổng hợp lại những cái mẫu loa xe này và nó cũng có giá, nó cũng có giảm xuống. Nên làm lại clip để thông báo cho anh em. Đó, cho anh em dễ mua bán và như dễ lựa chọn. Thì đây, bên em sẽ có những đây. Đó, thực ra thì nó chỉ có 4 mẫu thôi, 4 mẫu là mẫu lớn, mẫu đầu nhọn, mẫu nhỏ và mẫu con gián. Đó. Thì bên em chỉ kinh doanh những cái mẫu laser như vậy, còn những cái mẫu laser mà đại bàng hay là những cái mẫu laser tích hợp thì bên em chưa có kinh doanh, chưa có nhập về để bán cho anh em. Thì đó, có những gì trên video này thì anh em vào mua được thì anh em cứ vào xem rồi anh em tiện tay đăng ký kênh để tiện thể đăng ký kênh để bên em ra những cái video mới nhất thì anh em có thể vào đó, tham khảo cũng như là những cái sản phẩm nào nó giảm giá xuống thì anh em cũng có thể biết được mà anh em mua bán cho nó thuận lợi. Đấy. Rồi anh em nhìn qua một vòng nha. Thì có những gì thì báo những thứ như vậy. Đó thì từ cái bé tới cái lớn em sẽ báo giá cụ thể cho anh em cũng như là cái công dụng cũng như là cái độ chuẩn xác của nó. Thì cái này là cái mẫu con gián. Đây, cái này là laser mẫu nha. Nó hơi bị tróc triết thì anh em không cần phải nói nhiều. Đó, cái này thì laser mẫu để em làm quảng cáo thì nó sạch. Đó. Cái này á thì cái lợi của nó là cái mẫu này là em gọi là mẫu laser con gián nha. Đó, cái lợi của nó là nó sẽ thấp thấp anh em có thể lắp lắp vào khung condo hay là mấy cái khung thấp để cho nó sát gần cho anh em, nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là nó sẽ nằm cái tia của nó nằm lệch của một bên đó, anh em thấy chưa, nó chết cùng một bên đó, khi anh em lắp vào thì nó sẽ chết cái tia này của một bên, nhưng mà thì chết trước cái sau gì thì nó cũng nằm thấp hơn thì anh em dễ canh chỉnh hơn. Đây thì là một con sáng 230 bao ship nha. Bây giờ sẽ lấy cái thân ray. Cái này là đây, bên em chỉ có dùng bán cái mặt hàng là ray 11 nha, còn ray 20 thì bên em chưa có hàng. Ray 20 thì bên em chưa có hàng. Đây, quảng cáo ray 1 thì bán ray 1 cho anh em. Đó, giả dụ như đây là một cái thân ray đi, thân ray 1 hay là cái khung gì đó đi. Đó. Đó thì anh em cứ xiết lại như vậy được rồi. Anh sẽ thiết làm cái mẫu cho anh em xem cho nó dễ anh em dễ hình dung. Đó. Đại loại như vậy đi. Cái này thì ray một chữ ray một là đục, cái này nhỏ này. Đó. Anh em siết ốc lại nó chặt này. Con này là có một con ốc nha. Nên hơi yếu ớt một tí, nhưng mà để cho anh em chỉnh kính rồi. Đó thì anh em đang nhìn kỹ nha. Đó, khi mình bắt lên nó sẽ chết một bên. Đó. Và cái độ thấp của nó để thức. Đấy, cái độ thấp của nó này. Về mở giữa ta. Đó. Thì nó rất thấp, tính từ cái tâm ly da xuống là khoảng cỡ 12 xuống tới chân. Xuống tới chân ray là khoảng 12 mm nha, 12 mm tính từ cái giữa tâm này. Đấy. Là mẫu laser thấp nhất. Rồi. Mẫu này thì 230 bao ship nha. Đó, sẵn là tiện mở ra. Đấy. Thì anh em khi lên nhận hàng về đâu cái mẫu đâu có tiêu rồi. Rồi. Đây. Rồi. Em bỏ ra đây. Đó. Đây là cái mẫu laser con gián này, nó sẽ nằm trong một hộp như vậy. Đấy. Đó. Nó sẽ kèm cho anh em 4 bộ pin. Đó, anh em nào cần pin thì em vẫn có thể bỏ thêm cho anh em được. Đấy. Anh em nhiệt tình thì em vẫn có thể bỏ thêm cho anh em vài viên pin cũng được. Đấy. Đó. Thì sản phẩm nó chỉ có vậy thôi, một cái hộp như vậy, hai cục lăng này, một con chỉnh tâm và một con mở tháo cái laser. Đấy, hai con 230 bao ship rồi anh em nha. Cái mẫu này lúc nó về là lúc hộp màu xanh, lúc thì hộp màu đen đó, nên nhưng mà chất lượng nó cũng tương tự nhau đó. Còn pin thì anh em đấy, pin thì mỗi lần là dùng anh em dùng hai quả. Cái này nó đó, em sẽ hướng dẫn anh em bỏ cái đầu pin vào luôn cho nó tiện cho anh em cho dễ đó, khi nhận hàng là anh em dễ test đây đó, khi em gửi hàng cho anh em là em đã test sáng kỹ em mới gửi, pin thì em sẽ bỏ trong cái hộp như vậy, pin thì nó sẽ nằm như vậy
Đó, anh em chỉ cần việc mở hàng ra kiểm tra, xong anh em bỏ pin vào. Đấy. Anh em nhớ lưới nha, pin này có đôi lúc em bỏ vào pin pin test sẽ em sẽ test sẵn rồi, nhưng pin trong cái này đôi lúc nó sẽ bị có một vài viên bị hư đi. Đó, anh em ví dụ như anh em bỏ vào viên này, hai viên này không sáng này. Cái tâm của cái laser này cực nhỏ nha. Video thì em làm nó hơi dài, do làm chi tiết kỹ càng để cho anh em cho nó khỏi bị nhầm. Đó, anh em mua được cái laser nào thì anh em tua qua laser đấy để xem cho nó nhanh gọn. Đấy, tia tia đỏ. Đấy. Đó này thấy chưa, tia nhỏ chưa? Đó, tia đỏ này. Tia của nó là tia đỏ, tia cực nhỏ. Đấy. Tia cực nhỏ nha, đó. Ở đây chỉ cần mỗi dùng lần dùng hai quả pin hết là anh em lại thay vô pin pin khác rất nhỏ gọn. Đó, khi anh em bỏ pin vào xong, anh em bật cái công tắc này đi, đấy, nó sẽ sáng lên và anh em gạt qua nó sẽ tắt. Đó, cái này thì cũng nhiều anh em không chú ý đấy, thì cũng cứ nhận hàng rồi nhưng không biết bật sáng thì như thế nào, thì đó anh em bật như này này là nó sáng lên. Đó, còn trung tâm sẽ có hai lỗ, đó, lỗ bên góc này á là lỗ trung tâm này, sang trái sang phải này, lỗ này là chỉnh lên xuống này. Đấy. Rồi, con này là xong nha, 230 bao ship nha. Đó, anh em gọi điện đặt hàng thì đó. Lấy con này thì liên hệ cho em. Đấy. Đây. Làm luôn. Đó, xem video làm luôn, xem video được anh em thích thì anh em cứ gọi điện trực tiếp luôn, ngay tức luôn. Đây, hai số này này. Đó, số này thì Zalo đốt nó bị đầy, anh cho các bạn thì nó sẽ hết đầy nhưng mà nó đang bị đầy. Đó, Zalo này. Thì anh em cứ gọi điện trực tiếp, xem video kỹ thì anh em cứ gọi điện trực tiếp đặt hàng thì cho nó dễ, nhanh. Đó. Rồi 203 bao ship nha, giá hiện tại, còn nó lên xuống thì anh em cứ gọi điện, sạc xuống thì em báo xuống, lên thì em báo lên. Rồi con này đi nhanh, con này thì em đã làm video ở trước rồi đấy, là xe đỏ trung tâm kẹp cần đấy. Cái lỗ này thì anh em có thể kẹp được cần từ cần 21 trở xuống nha. Đó, ví dụ như 21 thì anh em quay đầu lại tháo hai ngón này ra, cái đầu này thì anh em bắt vào đây, còn cái đầu này thì anh em trở ngược lại thì anh em bắt được cần 21, còn anh em để như vậy thì anh em sẽ bắt được cần từ cần 18 trở về. Đó, lỗ này thì anh em bắt 18 trở về, còn lỗ trên là 20 trở về. Đó. Còn anh em ví dụ như anh em nào mà chế mấy cái chế thì đó, thì những cái ống mà ống to, ví dụ như ống 34 hay là ống 27 thì em sẽ đổi cái kẹp lớn cho anh em. Đó, đổi kẹp lớn cho anh em. Đó, anh em cần thì em đổi kẹp lớn cho anh em. Đó. Cái mẫu này thì ngày trước em bán là 185.000 bao ship. Nhưng giá bây giờ, đó, giá bây giờ thì hiện tại bây giờ này, giá ngay hiện tại bây giờ anh em nghe kỹ nha, là 170 bao ship nha. Đấy, 170 bao ship giá hiện tại bây giờ nha. Anh em gọi điện đến thì có những cái video trước thì em báo giá là 180 bao ship rồi. Đó thì anh em nếu mà anh em xem được cái video này thì anh em cứ gọi điện bảo là anh em cần một cái laser 170. Đó thì em biết cái laser video mới là 170 bao ship nha. Đó. Rồi. Thì cái này cũng giống cái này thôi. Anh em cần cái kẹp ray thì em bỏ cho anh em kẹp ray. Cái này nó tích hợp hai ray, ray 11 và ray 20. Thì đây, cái này là ray 11 này, còn cái cổng này là ray 20. Đó, anh em tháo bỏ cái này đi, hay là tháo xích ốc lại là thành ray 1. Đó. Còn về phần chỉnh tâm này, đấy. Đó, anh em chỉnh tâm sao mà anh em xoay cái để em xoay cái. Rồi, em ví dụ cho anh em chỉnh tâm cho nó chuẩn nha. Đó. Đó, anh em xoay chỉnh này. Anh em để vuông góc. Đó, vuông góc cái lỗ này là chỉnh lên, anh em để vuông góc này. Rồi lỗ này sẽ trái sang phải, anh em để vuông góc, anh em chỉnh cho nó chuẩn này. Chứ còn anh em để mà chỉnh như thế này đúng không? Đó là anh chỉnh sẽ bị lệch đi. Đó, khó chỉnh không phải là chỉnh được mà nó sẽ bị khó chỉnh. Đó. Rồi, 170 bao ship nha, video mới, giá mới. 170 bao ship đấy, hình mẫu này. Đó, anh thấy đẹp chưa? Kẹp lên như vậy này. Đó, thì kẹp lên như vậy thì nhưng sẵn tiện là báo khoảng cách cao cho anh em luôn. Khoảng cách cao mà từ vlog lóc này. Rồi, khoảng cách cao này, sẽ đo khoảng cách cao cho anh em này. Đây, từ cái lỗ tâm xuống đến cái lỗ anh em xem kỹ nha. Đó, có nhiều lúc anh em xem trên video nhưng mà em sẽ không kỹ nha, anh em sẽ xem kỹ giúp em. Đó. Khoảng cách như vậy nè, 20 mấy đây, khoảng cỡ 26 hay 7 gì đây. Đó. Đó. Cần gần 16 này, đây là ống thép 16 này, đó. Anh em chỉ cần về lắp như vậy là dùng ok rồi. Rồi bỏ qua con này thì đây nó sẽ nằm trong hộp như vậy này. Đấy, hơi bị tua nên không cảm nhận. Đấy. Nó hộp của nó, cái hộp của nó là lúc thì màu đen, lúc thì màu xanh. Đấy.
cái vỏ ngoài đấy. Đó, ví dụ người ta gửi hàng qua biên giới thì cái mẫu này mà nó gửi qua biên giới nhiều quá thì họ sẽ để ý. Đó, họ nên họ họ dùng một thời gian là họ dùng hộp này. Đó, xong rồi bên bên Trung nó sẽ làm một hộp màu khác đó, để qua biên cho bên nó dễ qua. Đó, tại vì một một cái vỏ như vậy mà một tháng mà nhập biết bao nhiêu ngàn cái về thì nó sẽ bên 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 hải quan nó sẽ để ý. Đó, nên họ thay vỏ vỏ khác. Đây. Lục lăng thì lúc nào phải phải có cho anh em rồi. Binh thì có 6 quả. Đó. Rồi. Đó, laser. Rồi, 170 bao ship nha, giá mới nha. Anh em lưu ý giá mới nha chứ không phải giá cũ. Giá cũ thì nó là 180. Anh em cứ xem được video thì gọi điện bảo là anh em cần mua giá mới. Rồi, cũng như vậy. Đó. Chốt ngay lập tức là anh em xem được video nào thấy thích thì cháu cần thích gọi điện đến nhanh cho em liền. Rồi. Hai cái. Rồi, mẫu này là một nha. Reflect cần là một, còn mẫu này này đây, mẫu này. Mẫu này là mẫu laser đầu nhọn, em bảo như vậy cho nó chuẩn. Laser đầu nhọn kẹp ray và kẹp cành. Cái mẫu này thì nó lại khác, nó sẽ tích hợp vừa kẹp ray và vừa kẹp cành cho anh em luôn. Đấy. Đó, nó sẽ tích hợp vừa kẹp ray kẹp cành. Cái này là kẹp ray nha, nhưng trong hộp sẽ còn có một cái kẹp cành nữa. Đấy, cái này loại này thì dùng pin sạc. Đấy, thì anh em đó, pin sạc này. Pin sạc này. Rồi từ từ, bỏ qua này, em quay mất một cái video này để cho anh em hướng dẫn cho anh em. Đây. Anh em lưới nha, cái laser này là tâm cũng nhỏ giống như cái tâm nó nhỏ giống như cái laser kia vậy. Pin thì anh em xài 3 quả. Pin thì anh em xài 3 quả để em làm lại cái video cho nó kỹ càng cho anh em xem cho nó khỏi bị bị nhầm hay là bị để rõ ràng cho anh em mua cho nó dễ, mua bán cho nó dễ. Đấy. Mỗi lần xài là xài 3 quả này khi anh em nhận hàng, đó, anh em kiểm hàng. Anh em bỏ pin vào pin nha. Đấy. Là thì em là kiểm tra kỹ rồi em mới gửi. Anh em bỏ đầu dương này vào trong. Video nãy mới có 2 viên sản phẩm mới 10 mấy phút. Đấy, tâm của nó này. Anh thấy chưa? Tâm bé. Đấy, tâm bé này. Tâm rất bé nha. Đó. Cái này em sẽ hướng dẫn anh em chỉnh tâm to. Ví dụ như anh em cần tâm to đúng không? Bên trong này nó có một cái đường anh em đút cái lục giác, đút cái laser này vào. Đúng một cái lục giác nhỏ vào bên trong này, trong này nó có một cái con ốc chỉnh, anh em chỉ cần chỉnh nhẹ phát nó sẽ to tâm lên, hay chỉnh qua một tí thì tâm nó nhỏ lại. Đấy. Trong rồi. Đó, nên những anh em cần tâm to hay tâm nhỏ. Rồi. Đó, pin thì đó. Rồi. 3 quả. Mỗi lần dùng 3 quả nha. Trong hộp thì có 6 quả. Anh em cần mua thêm thì em vẫn có thể bán cho anh em. Đó, anh này còn viên pin này thì thông dụng rồi, anh em mua ở đâu cũng có nên dễ. Đấy, video hơi dài anh em nha. Anh em xem cái sản phẩm nào thích thì anh em cứ tua đến đi. Để em làm video một lần thôi nhưng mà nó nằm mãi đây này. Đó, nên giá cả thì nó có đôi lúc lên lúc xuống. Anh em đây, cái mẫu này em quảng cáo lúc trước lúc nãy đúng không? Đây. Cái này thì cũng lâu rồi, đó thì cái này nhiều anh em sử dụng rồi, mua đi mua lại mấy lần rồi. Nhưng nhiều anh em mua tới 5 lần. Không biết sao mua dữ đây. Đó, pin sạc. Công tắc ngồi. Rồi, loại này thì để em mở hộp cho anh em trước tiên cho anh em xem cho nó dễ. Accept cho nó ngay ngắn cái gì. Rồi. Hôm nay hộp đi đâu ta? Ở lấy hộp nào, đại hộp này đi. Đây. Con này sẽ trong hộp sẽ có như vậy này. Cái giấy này thì đó nó bỏ vào cho nó dễ bán chứ em thấy chẳng có tác dụng gì. Rồi. Rồi xem nào. Đó, cái này nó có đôi chuột này. Đôi chục này nha, tiết kiệm pin cho anh em này. Đấy. Và một cái kẹp cành này. Đấy, đấy. Đó. Giống như cái kia vậy, nó sẽ hợp tích hợp 2 bộ. Đấy. Rồi, báo giá cho anh em luôn, da da là da màu xanh, giá hiện tại. Màu xanh đầu nhọn. Màu xanh đầu nhọn giá hiện tại là 300 mấy, mấy ta? 301 bao ship nha, màu xanh là 301 bao ship. Giá hiện tại nha, có khi nó xuống là thì em báo giá xuống cho anh em cứ gọi điện đến đi. Ví dụ như giá nó xuống chắc xuống không có lên đâu. Đây thì trường hợp những mà ngày những ngày Tết thì hàng hóa nó nhập nó khó thì nó mới lên thôi, chứ còn những ngày bình thường thì em thấy đa số là giá nó xuống hết. Màu xanh. Đây, pin này, tháo ra, anh em khi anh em nhận hàng anh em cũng tháo ra. Dài dài ta, 14 rồi. Đó, khi anh em nhận hàng anh em cũng tháo ra. Cái này thì em được kiểm tra sáng hết rồi mới gửi đi cho anh em, thì anh em cứ mở ra hàng để kiểm tra. Pin thì anh em bỏ như vậy này,
Anh em lưu ý nha, đầu dương bỏ ra ngoài này, đó anh em xem kỹ này. Đó. Cái này thì anh em yên tâm rồi, hết pin thì anh em lại sạc lại, còn đầy thì anh em để dùng. Đấy. Sáng xanh này, cái này là cái nắp bịt giống như có hồng quạt vậy đó, sản phẩm còn mới đấy. Họ thấy tầm kia 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 chưa? Cái này là anh em đi dùng ban ngày thì anh em khuyên anh em là dùng ban ngày là dùng cái tia laser này. Đây. Đấy. Nó sáng rất lớn. Đó lỡ như anh em nhận được cái tia laser này mà nó to á, tầm nó to á thì anh em lấy lục lục giác. Anh em chỉ cần đây, lục giác. Ở trong đây sẽ có một anh em chỉ cần dặn qua trái qua phải, nó dặn như dặn qua phải nó nhỏ lại sao ấy. Đó. Vặn nhẹ nha, vặn vừa vặn cái vặn vừa chứ không phải vặn mạnh nó sẽ to tầm ra. Đó, vặn phần chỉnh tâm thì cũng vậy thôi. Đây, chỉnh tâm. Chính tâm màu xanh 301 bao ship đấy, màu xanh là 301 bao ship nha, báo giá cụ thể cho anh em ở đây, anh em cứ thích cái nào thì nghe kỹ cái đoạn đó và nghe cái giá xong rồi gọi điện đến cho chốt đơn luôn. Đó. Người đi anh em là ở gỡ miền Bắc thì khoảng gỡ 4 đến 5 ngày, miền Nam khoảng 4 đến 5 ngày, miền Trung thì khoảng gỡ 2 đến 3 ngày, tùy khu vực thôi, lúc nhanh lúc chậm. Cái này thì không ship nhanh được rồi. Rồi màu xanh thì 300 đó, xanh đỏ giống nhau thôi, màu xanh thì 301 bao ship, màu đỏ thì 209 đó, gọn gọn lại đó, chụp bắt màn hình đấy. Con này thì họ bán lâu rồi nha, chứ phải con hàng, hàng cũ rồi, bán lâu rồi. Rồi đến con này là laser xanh xanh lớn đó, anh em có thể bắt cành này đấy. Cái này là này thôi, bây giờ để nó nói trong hộp cho nó dễ trước đã. Đây cái hộp của nó này, đó, khi anh em nhận hàng cái hộp, khi anh em cứ hàng này có tí giấy này, còn lúc nào có giấy rồi, pin các kiểu, pin sạc này, pin này pin lớn rồi, pin này vẫn em vẫn có bán lại cho anh em. Đuôi chuột này, đuôi chuột này là đuôi chuột bấm tắt nha, bấm có thể bấm là nó sáng, anh em thả ra nó vẫn sáng, nhưng mà khi anh em ấy rồi nó vẫn tắt. Rồi pin sạc tia laser, kẹp và kẹp thì để em đó, trong hộp nó sẽ có những kẹp như vậy này. Đây rồi, em bỏ kẹp vào cho anh em cho dễ nhìn nhận đấy. Nó hàng anh em nhận nó sẽ như thế vậy này, 320 bao ship, nó sẽ như vậy, màu xanh là 320, màu đỏ là 300 nha. Đó anh em nhận hộp lên sẽ vậy này. Rồi cái ray này ray 20 nha, đó nó sẽ đi kèm ray 20, nhưng mà em vẫn có ray 11 để đổi cho anh em đó, anh em cần ray 11 thì em vẫn có thể có đổi cho anh em. Vì cái bộ này á, là nó chiên bắt trên kính hay là chiên bắt ở trên những cái thiết cái máy cây 20, nên cái bộ đi chung của nó lúc nào cũng có ra 20 hết. Đó. Lúc nào ra 20 hết. Đấy. Đây, nó em sẽ có hai ray, một ray 11 và ray 20. Đó. Ví dụ như anh em cần đổi ray sang ray 1 thì em sẽ đổi sang ray 1 cho anh em. Còn ray 20 thì anh em cứ để ray 20 mà dùng. Rồi, 300 màu đỏ là 300, màu xanh 301, 320 bao ship nha. Đó, giá cả thì nói báo như vậy cho anh em đấy. Đó, nhưng mà kẹp lại đây đặc biệt, không phải đặc biệt nhưng mà đó, anh em thích cái mẫu màu xanh nhưng mà kẹp cành nó vẫn có bán cho anh em, em sẽ đổi kẹp cho anh em đấy, kẹp được cành từ 20 để xuống anh em xích up với ra anh sẽ được. Đó, cái này màu gì đây không biết nè. Đó, thì nó cũng vậy thôi, anh em tháo cái này ra, tháo này ra rồi cho cục pin vào. Đó, cho cục pin vào. Đó. Tia đỏ. Rồi tia xanh nó cái loại tia xanh này á, đây là tia đỏ này. Cái này là tia đỏ. Đó, bỏ pin lúc nào cũng bỏ đầu dương ra ngoài nha. Đó. Còn anh em xài đôi chục thì anh em bỏ đôi chục vào xài. Cái máy như cái này thì em đã nói kỹ về hết những video trước rồi. Đấy. Rồi kẹp ra 20 đấy. Ví dụ như anh em kẹp ra 20 này đó, anh em cần mua thêm một cái còng như vậy này đấy, còng như vậy bắt vào kính cho nó đẹp thì đó, cho nó đẹp con ơi, xí góc lại chắc chắn bro. Đó hay là anh em đấy, đấy. Đó cái này thì nó nhiều cái công dụng để cho anh em sử dụng, anh em có thể dùng đi soi gắn đủ thứ đó. Hay là anh em ví dụ như anh em gắn cái đèn pin như vậy này,
đó, nó sẽ đi kèm cho anh em cái còng này, thì anh em sẽ gắn lên đây. Đấy. Còn em thích hợp luôn cả laser cả đèn pin sáng luôn vậy. Đó, em thì không có cái bộ 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 chung, em sẽ bộ riêng thì em có đây. Đấy, ví dụ như anh em ở dưới đây anh em mấy đèn chiếu sáng đúng không? Rồi anh em sẽ mua thêm cái đèn chiếu sáng về, và trong cái bộ nó có cần rồi. Xí góc lại. Đó là thấy chưa? Hơi chỗ này hơi chặt. Đó, xí góc lại. Rồi, cái này là tham khảo thôi. Anh em muốn làm gì thì anh em thích làm cái gì thì anh em làm, nói chung túm như vậy đấy. Mua thì mua, nhưng mà đó sản phẩm thì như vậy. Đó, như anh em mua về chơi, mua về soi soi gái soi gì đó tùy anh em, gắn vào gì đó tùy anh em. Đó, giá cả thì em báo rồi đó. Đó, anh em mua hàng thì liên hệ cho em qua hai số này. Đó, bên em gửi hàng cho anh em là gửi hàng COD, đồng kiểm là nhận hàng trả tiền. Đó, anh em có thể tham khảo những cái mẫu laser mới nhất bên em. Rồi khi anh em có thể đăng ký kênh để tham khảo những cái mẫu laser mà em ra máu mới nhất cho anh em. Đó thì chuyên kinh doanh những mặt hàng như vậy thôi. Đó, hay là cái bạn Zalo, nhắn tin Zalo để mà anh em có thể lưu lại cái thông tin mua hàng, để sau này mà anh em cần thì anh em có thể mua hàng cho nó dễ. Đó, anh em thông cảm nha, video hơi dài nhưng mà dài thì nói cận cảnh cho anh em, để cho anh em dễ mua bán. Rồi, xin chào anh em nha. Đấy, hẹn anh em ở những video clip tiếp theo. Đấy, thôi chúc anh em mua bán vui vẻ nha. Rồi, có máy mẫu thì đang bán. Ok, chào anh em nha.